Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Quan hệ trả nợ tập 37. Chú muốn uống gì không? Hoàng Nguyệt, trong vòng 1 tuần mày tìm chỗ mới chuyển đi đi. Về sau chúng ta không thể tiếp tục có quan hệ sai trái nào nữa. Nước hay trà? Con rót giúp chú. Có nghe tao nói không đấy? Hoàng Nguyệt, này, chú có phản ứng rồi. Chát, mày tránh ra, tỉnh táo lại đi. Không thèm coi trọng tiền đồ của mình nữa phải không? Con chỉ là luôn thích một người và chỉ muốn thích người đó thôi. Con không cảm thấy đây là chuyện dơ bẩn, không cảm thấy có gì là sai trái. Chính là sai trái. Chỉ cần mày còn làm diễn viên thì chuyện này chính là sai trái, sẽ không được công chúng đón nhận, là một ngõ cụt. Cái này cũng đâu có được viết trên Kinh Thánh. Đừng khiến tao thất vọng, Hoàng Nguyệt. Phù, con biết rồi. Không cần tới 1 tuần, tối nay con sẽ đi luôn. Trước tiên sẽ ở khách sạn, thuê được phòng thì chuyển qua sau. Đợi đã, sao trên tay mày lại có vết thương? Mày đánh nhau với Phương Uy nặng đến mức đó sao? Đưa tao coi nào. Không có, này là con sơ ý quẹt trúng từ trước đó. Con tự xử lý được, chứ đừng quan tâm. Con đi thu dọn ít đồ dùng sinh hoạt. Biểu cảm đó bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm. Chú này, trong những chuyện con muốn làm vì chú, thích chú, chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể nhất.